Sự tích ngày mùng 8 tháng 3. Ngày xưa có một anh chàng nhà nọ gặp một người con gái xinh đẹp mỹ miều, thùy mị, dịu dàng, tóm lại là công dung ngôn hạnh đủ cả. Anh chàng đem lòng yêu mến và muốn cưới nàng làm vợ. Đoạn họ tán nhau như thế nào không biết, chỉ biết là cuối cùng thì nàng cũng nhận lời. Với một điều kiện là hàng năm cô nàng xin phép được một ngày vắng nhà để đi xa. Còn đi đâu, làm gì, anh chàng không được thắc mắc, không được điều tra, tìm hiểu. Nghe thấy điều kiện quá dễ dàng, vả lại cũng quá sung sướng vì kiếm được cô vợ lý tưởng như vậy, anh chàng gật đầu đồng ý không chút đắn đo. Cuộc sống hai vợ chồng trôi qua rất hạnh phúc, chẳng bao giờ họ to tiếng với nhau và cô gái luôn tỏ ra là một người vợ đảm đang, hiền dịu. Đến một ngày nọ, khi cô nàng xin phép anh chồng ngày hôm sau được vắng nhà, anh chàng mới nhớ ra lời mình hứa ngày nào. Lỡ hứa rồi, chẳng lẽ không làm, vả lại một ngày vợ đi vắng chắc cũng chẳng sao, anh chàng liền đồng ý. Ngày hôm đó mới dài lê thê làm sao, khi mà đến tối anh chàng không thấy vợ về, chàng cứ đứng lên, ngồi xuống, đi ra, đi vào, ngóng vợ như con ngóng mẹ đi chợ về vậy. Vừa sốt ruột, vừa lo lắng, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với vợ mình. Rồi bao nhiêu những suy nghĩ khác lại bắt đầu dằn vặt anh chàng. Cuối cùng, rồi cũng đến sáng. Trời vừa hửng sáng, anh chồng đã thấy vợ mình trở về nhà. Bao nhiêu nỗi lo lắng, giận dữ, nghi ngờ, dồn nén cả đêm qua chưa kịp bùng lên thì cô vợ đã nhẹ nhàng nhắc tới điều kiện của ngày cưới là nàng được đi một ngày và anh chàng không được hỏi han thắc mắc. Đã hứa thì phải giữ lời, nam nhi đại trượng phu là vậy. Những nghi ngờ tuy còn vương vấn trong lòng nhưng theo thời gian anh chàng cũng quên đi, cho vào dĩ vãng. Cuộc sống hai vợ chồng êm ả trôi qua. Một năm nữa lại trôi qua và cái ngày người vợ xin phép vắng nhà lại tới. Vì đã hứa nên anh chàng lại phải để cho vợ đi, mặc dù trong lòng sự lo lắng, nghi ngờ, tò mò ngày càng tăng. Một năm nữa, rồi một năm nữa, cứ đến đúng ngày là người vợ lại đi vắng và trở về nhà ngày hôm sau vào đúng lúc mặt trời mọc. Trong cuộc sống, người chồng chẳng có điều gì có thể phàn nàn về cuộc sống của vợ mình được cả. Ngoại trừ nỗi tò mò, nghi ngờ ngày càng dày vò anh chàng. Đến một lần, vào ngày mà người vợ lại đi vắng như mọi năm, không thể kìm được sự tò mò của mình nữa, anh chàng quyết định bám theo người vợ. Người vợ cứ cắm cúi đi, không hề biết là người chồng đang bám theo mình. Đi mãi, tới bìa rừng, anh chồng thấy vợ mình chui vào trong một bụi cây. Chờ mãi không thấy người vợ đi ra, anh chàng rón rén lại gần. Tới nơi, anh thấy có một con rắn hổ mang đang cuốn mình lột xác. Hoảng hốt, sợ hãi, chàng vội cầm con dao chém con rắn. Trước sự ngạc nhiên khôn tả của người chồng, con rắn lại hiện nguyên hình là người vợ nằm trong vũng máu, quằn quại, hấp hối. Thì ra hàng năm cứ đến ngày này, người vợ lại biến thành con rắn hổ mang và khi lột xác thì bao nhiêu những bực bội, những giận dữ kìm nén trong một năm qua cùng với nọc độc được xả đi hết. Để rồi khi trở về, nàng lại trở nên xinh đẹp hơn, là một người vợ hiền dịu hơn, chiều chuộng nhường nhịn chồng hơn. Chỉ vì sự tò mò, lòng nghi ngờ đã làm cho người chồng thất hứa và kết quả thì chàng đã làm một điều mà chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Để chuộc lại lỗi lầm mà ông cha mình đã làm, hàng năm anh em tự nguyện dành một ngày cho chị em được tự do, thoải mái, muốn làm gì thì làm. Hồng hy vọng là sau ngày đó thì chị em sẽ trở nên hiền lành, dịu dàng hơn và cam chịu hơn và lại chờ đến ngày này năm sau để xả. Và đó là ngày mùng 8 tháng 3 đó chị em ạ.